Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Đức Khải sinh năm 2000 trú tại thôn An Liệt 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Trần Văn Hoàng sinh năm 1991 trú tại thôn Phú Cốc, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã lên mạng xã hội Facebook sử dụng hai tài khoản là Phạm Văn Nam và Tuấn Minh lên các hội nhóm đăng tin tìm người có nhu cầu cầm cố xe ô tô với mục đích chiếm đoạt tài sản. Qua Facebook, anh Nguyễn Tất Đê đã liên hệ với Khải để cầm cố chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Veloz Cross với số tiền 80 triệu đồng. Sau khi anh Đê giao xe cho Khải để nhận số tiền 80 triệu đồng, Khải đã mang chiếc xe trên bán với số tiền 140 triệu đồng. Khoảng hơn một tuần sau, anh Đê liên hệ với Hoàng để chuộc chiếc xe Toyota Veloz Cross rồi tiếp tục cầm cố chiếc xe ô tô Ford Everest. Khải hẹn anh Đê đến một quán nước ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm để giao dịch. Khải đã bàn bạc và thuê anh Đinh Văn Hải sinh năm 2002, trú tại thôn Lạch Sẽ, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đi cùng để ở lại nói chuyện với anh Đê để anh Đê yên tâm và không đi cùng Khải. Khi anh Đê giao xe ô tô Ford Everest và giấy tờ xe cho Khải thì Khải lái xe đi đón Hoàng. Khải và Hoàng đã mang chiếc xe ô tô đi bán được số tiền 200 triệu đồng rồi chặn hết liên lạc với anh Đê. Hải sau đó cũng tìm cách bỏ trốn để lại anh Đê một mình ở quán nước, không thể liên lạc với Hoàng và Khải. Biết mình đã bị lừa, anh Đê đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm để trình báo. Ngay sau khi nhận trình báo của bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đã tập trung xác minh điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đã nhanh chóng làm rõ, triệu tập Hải và Khải lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện Hoàng đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đang tập trung truy bắt đối tượng. Căn cứ các tài liệu, hồ sơ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khải và Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng theo quy định của pháp luật. Ngày 9 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa chủ trì đấu tranh thành công chuyên án bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có đại bản doanh tại Campuchia do đối tượng người Việt Nam cầm đầu. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Anh Trường, sinh năm 1992, Trần Trung Kiên, sinh năm 1993, cùng chú tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, và Phạm Việt Anh, sinh năm 1997, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đồng thời tạm giữ 33 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan. Qua đấu tranh, lực lượng chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Anh Trường. Đối tượng này từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Phạm Anh Trường đã thành lập các công ty ma thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia. Phạm Anh Trường còn thuê gần 30 người Việt Nam sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính. Để thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay. Nếu không mua bảo hiểm khoản vay thì không thể giải ngân được. Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được anh Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10 đến 20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu. Tại Việt Nam, đại diện là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dịch vụ Minh Thành Công. Các đối tượng lừa đảo đã tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện, mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt. Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ. Trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở.
việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền. Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ma mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế. Theo cáo trạng, các bị can thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Cáo trạng xác định bị can Bùi Văn Bảo, giám đốc công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương là chủ mưu vụ án. Từ năm 2018 đến năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo thành lập và sử dụng 35 doanh nghiệp ma xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn giá trị gia tăng khống, có tổng giá trị ghi trên hóa đơn là trên 1.433 tỷ đồng cho các đối tượng khác với mức phí từ 0,8 đến 4% tổng giá trị hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính gần 19 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Thịnh sinh năm 1991, quê ở Lâm Đồng, buôn bán tự do đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng khống của ông Bùi Văn Bảo để bán lại. Ông Thịnh còn thành lập 47 công ty ma để bán trái phép 29.745 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng. Bị can Thịnh hưởng lợi bất chính hơn 70,7 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, để các công ty ma không bị thanh tra kiểm tra phát hiện và sai phạm, các bị can đã đưa hối lộ 12,5 tỷ đồng cho các cán bộ thuế. Trong đó, bị can Lê Thành Nhân, công chức chi cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, được nhận hối lộ gần 7,8 tỷ đồng. Trần Quốc Duy, công chức chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, được hối lộ trên 4 tỷ đồng. Vương Quốc Hùng, cựu phó đội trưởng đội kiểm tra nội bộ thuộc chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, 700 triệu đồng. Các bị can Nhân, Duy và Hùng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Tuấn Anh, công chức chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè nhận hối lộ 12,7 tỷ đồng, song bị can đã chết nên cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an không xem xét hành vi nhận hối lộ đối với Nguyễn Tuấn Anh. Bị can Bùi Thanh Liêm, cựu phó đội trưởng đội kiểm tra thuế số 3, chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Liêm bị cáo buộc có động cơ vụ lợi khi nhận quà và tiền để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết để bị can này thực hiện hành vi phạm tội. Hạt Kiểm Lâm huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với cơ quan chức năng xác minh giải quyết vụ việc vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, tổ công tác Hạt Kiểm Lâm huyện Quang Bình tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt quả tang lái xe dịch vụ vận chuyển trái phép nhiều cá thể rắn và rùa. Qua làm việc, lái xe Hoàng Văn Trưng, sinh năm 1976, trú tại huyện Bắc Quang, khai nhận số cá thể động vật có trọng lượng 55,2 kg mang đi tiêu thụ. Trong quá trình kiểm tra, ông Hoàng Văn Trưng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc động vật hoang dã đang vận chuyển. Tổ công tác Hạt Kiểm Lâm huyện Quang Bình phối hợp với cơ quan chức năng thụ lý xác minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.